cho một một viên đã xuất sắc đạt được con số là vượt mốc 3.000 đô trong vòng 3 tháng. Bây giờ là hôm nay là ngày ngày 7 tháng 11 rồi. Thì bạn ấy kết thúc ngày 3 tháng 11 là Trung, Trung đâu rồi? Trung. Trung đâu rồi? Đây. Ok. Rồi. Bây giờ Trung có thể giúp Phương nói giúp Phương con số của Trung hiện tại không? Ok rồi, để cho một tí. Đăng nhập vào tài khoản Clubbank xem thử bao nhiêu rồi. Thì không biết thật sự là số chung có vượt anh Trường không? Anh Trường có đây không? Anh Trường có đây đúng không? Anh tự chung về số bao nhiêu? Anh Trường bữa giờ doanh số như nào anh Trường? Kêu đi anh. Bữa giờ anh cũng được, nếu mà từ từ đầu tới giờ anh chắc cũng được 10.000. Wow, mọi Nhưng mà mấy bữa nay anh bao lại mấy cái chuyện đó nên là nó chậm à. à rồi chung có chưa chung của mình được 5787. 5787. Ủa thế hôm trước anh Trường là bao nhiêu nhỉ? À, anh Trường là năm mấy? Hình như là anh lúc đó anh năm năm mấy á, chứ à, không nhưng biết mà còn 6 ngày nữa mới kết thúc đúng không? à. Rồi rồi 5787 rồi ok khá xuất sắc. Có thể đó là kiểu như gặp một cái may mắn mà mình có phải một cái chiến chiến dịch mà gặp một cái sản phẩm tốt, xong bắt đầu mình lại bắt được đúng từ khóa ấy. Thì lúc đấy lại may là lại học đến cái phần video 15 mà cái mà bảo là khi mà mình đẩy cái giá bit lên để cho nó lên 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 cái ad của mình lên cao ấy, thì bởi vì trong lý thuyết thì là học là sẽ giảm bit từ 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 không, thì mình không giảm, mình cứ kệ đấy cho chạy thời gian dài để cho mình lấy cái CPA nó ổn định, thì cứ chạy vậy thôi. Và may mắn gặp được một số từ khóa nó tốt thì nó chạy được, thì có thể nói là cũng có một phần may mắn, mà cũng có cái học được những cái chiến lược rất là hay của Hường. Thì có những hôm rất hay nhá, làm quảng cáo BS mà cứ ngồi thế là cả buổi ngồi từ khóa ấy, có khớp với lại sản phẩm không, rồi CTR vì sao chưa cao, tức là từ từ khóa có khớp với lại ad ad có khớp với lại sản phẩm không, rồi cứ ngồi nhìn cả buổi vậy thôi. Thì học được những cái điều rất hay của Hường, như kiểu là tạo một cái chiến dịch nguyên như một từ khóa không ấy, cái đấy rất là hay. Bởi vì có những cái mà CPA được có 1 mấy% mà tạo cái đấy ra lên 20 mấy%, rất là nhiều click, và cái lượng CPA tốt thì sau đó cái lượng vị trí đứng của nó rất là tốt. Thì mình thấy cái khóa học này của Hường thì đầu tiên là mình khi bởi vì mình đi học nhiều, nhiều khóa rồi thì mình cảm thấy nghi ngờ, nhưng mà bây giờ cảm ơn Hường là mình thấy là cái khóa học xứng đáng với lại là đồng tiền bát gạo, thì mình cảm thấy nó có ý nghĩa, chứ để mình mà tự mò mà làm cái quảng cáo này có khi càng chết nữa. Thì cảm ơn Hường, chúc tất cả đội nhóm của 90F phát triển mạnh mẽ.